Kính thưa quý vị, Nguyễn Sam xin trân trọng chào quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta lại gặp anh Mùi. Xin trân trọng chào anh Mùi, xin mời gọi lời chào quý vị. Dạ, tôi là Nguyễn Ngọc Mùi, cần gọi lời chào đến quý vị và xin chào anh Nguyễn Xuân Nam. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thưa quý vị, có một cái điều mà cứ mỗi tuần mà gặp lại nhau như vậy đó, tôi và quý vị cũng như anh Mùi gặp lại nhau, đó là sự may mắn của ơn trên. Và nhân dịp lễ tạ ơn vừa qua, chúng ta cảm ơn trời Phật để chúng ta có thể sống đến ngày hôm nay. Thì trước hết tôi xin cảm ơn quý vị và chúng ta lại mừng là chúng ta gặp lại nhau. Trong ngày hôm nay đó, các điều nó kinh khủng như thế này thưa quý vị. Quý vợ bị mở bất cứ một đài nào, báo nào, bản tin nào ra, tin breaking news, tin mà quan trọng nhất đó, nó vẫn là cái tin liên quan đến cái sự bùng nổ của biến thể Omicron, một biến thể của cái con virus corona, và nó ám ảnh tất cả báo chí, tất cả mọi người dân từ châu Âu tới châu Phi tới châu Á tới châu Mỹ tới mọi châu. Cái điều này làm tôi nhớ đến một câu của trong cuốn mà tuyên ngôn dân chủ, một tuyên ngôn của phía dân chủ, phía tự do đối lập tuyên ngôn đảng cộng sản. Cái câu mở đầu nói như thế nào không? Chủ nghĩa cộng sản là một bóng ma ám ảnh toàn thể nhân loại. Cho nên cái chữ đó là cái bóng ma, cái ám ảnh toàn thể nhân loại. Thì cái con biến thể Omicron này được xem là nỗi ám ảnh kinh hoàng của nhân loại trong những ngày hôm nay. Tôi bị vào ngày thứ 6 vừa rồi, cách đây không 2 hôm, thì quý vị đều nghe Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden ra cái lệnh là ngăn cấm một số sự nhập cảnh của một số các cái di dân, người du lịch từ các quốc gia châu Phi. Từ châu Phi là nơi bùng nổ những cái biến thể Omicron này. Và đó là chuyện của châu Phi và chuyện của Hoa Kỳ. Câu hỏi lớn nhất hiện nay đang xảy ra là Hoa Kỳ dịch bệnh Omicron đã vào chưa? Biến thể Omicron đã vào chưa? Trước khi lên làn sóng này chỉ có một phút thôi, thì chúng tôi đọc lại một câu dấu hỏi rất là lớn trên Yahoo trang 1 ở Breaking News, là còn có một vài điều chưa biết là Omicron và chuyện nó đã vào nước Mỹ chưa? Cũng chưa hay. Chúng ta sống bị ám ảnh như vậy. Giặt lấy nhà chưa? Chưa biết. Lật qua chúng đi một vòng các báo chí Đông Nam Á, Phi Lục Tân tuyên bố là gì biết không? Là phải ngăn chặn cái biến thể Omicron này để không cho nó xâm nhập vào Phi Lục Tân. Chúng ta trở sang Việt Nam, trên 13.000 người bị nhiễm ngày hôm qua và trên 148 người chết vào ngày hôm qua. Và thưa gì nữa, và từ Cà Mau ra Phú Quốc chạy dài tới Sài Gòn, kéo tới miền Trung và kéo tới biên giới phía Bắc, nơi nào cũng có dịch. 61 tỉnh thành của Việt Nam là 61 tỉnh thành đều bị mắc dịch. Thưa quý vị, nên Việt Nam là như vậy. Singapore cũng báo động. Và trong danh sách không những cái Omicron này, cái biến thể này nó không tấn công châu Phi, bây giờ ta tìm thấy ngay cả Đài Loan và Hồng Kông cũng đã được tìm thấy biến thể này. Có nghĩa nó đã tấn công vào châu Á. Mà trong thời buổi ngày nay chúng ta thấy cái con này mà nó làm nó cùng một con rất là vô hình, thấy không? Nó xâm nhập mình đâu có biết. Theo dòng người travel bay đi bay lại chỗ nước này nước nọ nước kia nước khác, trong lúc Việt Nam, cái Việt Nam Airlines đang mở những cái tuyến đường bay sang các nước như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc, những cái vùng mà đang bị đe dọa bởi cái dịch bệnh Omicron này, thì nó đang đe dọa trực tiếp người Việt Nam cách nặng nề hơn. Thì chuyện này để cho quý vị tìm hiểu cái tương tận cái nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất của nhân loại hiện nay ấy, là biến thể Omicron. Chúng tôi mời quý vị nghe một bộ bài nói chuyện khá thú, lý thú về nguồn gốc, về xuất phát, về ảnh hưởng của nó, về dịch bệnh Omicron, tình hình nó như thế nào, qua phần trình bày của Nguyễn Mùi.
Xin mời anh Bùi gọi lời chào quý vị thưa. Dạ, trước hết thì để mình nói cái biến thể Omicron này nó phát xuất từ đâu và bây giờ trên thế giới họ phản ứng như thế nào thì cho chúng tôi điểm một vài tin ngắn dạ. của Hoa Kỳ đánh được số Nam hả? Thông lệ. Dạ, thông lệ như vậy. Mà những tin ngắn này thưa quý vị, nếu như cộng đồng Việt Nam mình ở tại Mỹ thì cũng nên chú ý một tí, tại vì nó có ảnh hưởng đến cái biến thể Omicron kế tiếp mà anh em chúng tôi nói. Thưa quý vị, thì sáng hôm nay thì thông thường một buổi sáng chủ nhật vậy, anh em chúng tôi theo dõi những chương trình truyền hình và những cái đài hay là những cái tin tức của những cái đài mà lớn có uy tín, thưa quý vị, có được kiểm chứng và được phát rõ ràng á. Thì sáng hôm nay tôi bắt gặp được một cái chương trình của NBC và người dẫn chương trình là Chuck Todd phỏng vấn trên trực tuyến, quý vị, phỏng vấn qua Zoom hoặc là qua Google Zoom mà thôi chứ không phải là phỏng vấn trực tiếp, là phỏng vấn với một vị thống đốc ở Mississippi. Thì không ngoài lệ thì cái người dẫn chương trình của NBC là Chuck Todd á, biết được cái tình hình biến thể Omicron nó đang hoành hành ở các nước ở châu Á có rồi ở châu Phi có, thì đặt ra cho câu hỏi những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ họ phản ứng như thế nào. Thưa quý vị, thì ông Chuck Todd đã phỏng vấn ông thống đốc của Mississippi, đó là ông Ted Reese, thì đưa ra hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất, thì bây giờ ông nghĩ rằng và ông có suy nghĩ gì về vấn đề mà tiêm chủng vaccine cho người dân mình hiện tại hay là không, ông có suy nghĩ gì? Yếu tố nhất, yếu tố thứ hai nữa, cũng đưa ra cái vấn đề chuyện phá thai. Cái chuyện này bây giờ đang hai chuyện này đang nổi cộm ở đất nước Mỹ. Thưa quý vị, thì người dẫn chương trình trao đổi lại cái vấn đề đó, tức là mục đích đưa cái message, những cái thông tin rất chính xác đến cho tất cả mọi người dân Mỹ. Thì hiện nay COVID-19 vẫn đang còn lây lan ở trên đất nước Hoa Kỳ, đặc biệt là ở New York, những sáng nay. Yeah. Khi vào mùa đông rồi, thì nhiệt độ thấp từ 5 đến 15 độ C thì người cho rằng đây là cái môi trường sống rất là lý tưởng của con virus COVID-19 này. Mà bây giờ COVID-19 này đã có biến thể ra hai loại, đó là Delta và là Meta. Thì như vậy, người ta đang lo sợ như vậy. Và một số tiểu bang thuộc về Đảng Cộng Hòa hiện nay, các thống đốc và các một số lãnh đạo dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ thuộc về Đảng Cộng Hòa, họ vẫn là khuyến khích các người dân mình có quyền tự do lựa chọn để bảo vệ cơ thể của mình. Đó là quyền lựa chọn không nên chích vaccine. Thế đó, người ta lo sợ rằng nếu như mà cái biến thể Omicron này xâm nhập vào Mỹ mà lây lan với tốc độ như thế nào, chúng tôi sẽ nói sao? Nếu trường hợp này xảy ra, nếu như những người mà không được chích ngừa một mũi hoặc hai mũi và cái mũi tăng cường thêm nữa là mũi thứ ba, thì sẽ gặp trường hợp thế nào? Do đó ông Chuck Todd, ông đặt ra câu hỏi. Quý vị, thì ông thống đốc Mississippi ông trả lời thế nào? Là ông Reed trả lời thế này. Yếu tố thứ nhất về là abortion, tức là về phá thai. Thì ông ta nói, ông nên khuyến khích tất cả người phụ nữ đẩy mạnh vấn đề là chống phá thai. Trong khi đó, thưa quý vị, tất cả các báo chí và là phân tích về vấn đề y khoa và các nhà khoa học và các nhà chuyên môn, nếu như mang bầu là từ 1 đến 15 tuần thì có thể rằng trong thời gian đó có thể rằng là mình yêu cầu là bác sĩ và những nhà chuyên môn xem xét để có thể rằng là không nhận được cái bào thai đó, tùy theo mỗi trường hợp. Đó là phân tích rõ ràng chứ không phải là lúc nào phá thai được, lúc nào không phá thai được, thưa quý vị. Thì ông Reed là thống đốc của Mississippi, ông nói là ông khuyến khích phụ nữ nên chống đối vấn đề phá thai. Thế thì ông Chuck Todd, ông hỏi thêm vấn đề nữa. Thế thì tiêm chủng vaccine hiện nay thế nào? Thì ông ta trả lời, hiện nay ông thống đốc ông trả lời, như vậy người dân chúng ta có quyền bảo vệ cái cơ thể của mình, không nói một yếu tố mà thôi. Và ông ta đưa thế này, quý vị thấy biến thể Delta hay là biến thể Beta đã xảy ra trên đất nước Hoa Kỳ, do đó chúng ta đã thấy. Nhưng có một điều ông Reed là thống đốc, ông không đề cập đến vấn đề cộng đồng. Thì ông Chuck Todd, ông dẫn chương trình của NBC, ông nói, thưa ông, khoan đã, dừng lại, cho tôi nói tiếp. Không phải tất cả người dân mà tiêm chủng về vaccine để bảo vệ cho bản thân mình, mà chính bảo vệ cho cộng đồng. Bảo vệ cho cộng đồng.
tránh lây lan và đồng thời hạ thấp cái số lượng đi nhập viện. Đó là yếu tố là pro-life, tức là bảo vệ sự sống, sự sống cho người khác. Thì cũng giống như ông nói bảo vệ sự sống cho thai nhi, tại sao ông không đề cập đến bảo vệ sự sống cho người khác? Thưa quý vị, cái message của ông Chuck Todd, đưa quý vị thấy trong thời buổi này COVID-19 Delta, Beta vẫn hoàn hành ở đất nước Mỹ, đặc biệt ở New York hiện nay. Thưa quý vị, mỗi ngày như vậy tăng có thể đến 300 ca vào nhập viện, do đó đã báo động ở trên New York và có thể đưa ra những biện pháp cấm đoán nhiễm kỳ trước cho đến ngày 15 tháng 1 thì mới có thể rằng là xem giải quyết. Thì cái bài phỏng vấn sáng nay để gửi cái message cho quý vị thấy rằng là chúng ta hãy nên đi tiêm chủng và nên đi chích ngừa nếu ai chưa, và nếu ai chích hai mũi rồi nên đi chích ngừa một mũi tăng cường thứ ba nữa. Đó là bản tin thứ nhất. Bản tin thứ hai cũng liên quan đến cái virus này thưa quý vị. Giữa quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng là hai cường quốc quốc tế hiện nay về kinh tế hiện nay thưa quý vị. Thì hai cường quốc về kinh tế hiện nay đã xung đột kể từ khi đại dịch xảy ra vào ngày 10 tháng 12 năm 2019. Thì quý vị thấy hiện nay ở Nam Phi, các nhà khoa học đã xác định rõ ràng virus COVID-19 đã biến thể ra thành một biến thể là Omicron. Và đồng thời chính quyền của Nam Phi rất minh bạch một cách rõ ràng chia sẻ nguồn tin này cho tất cả trên thế giới đều biết. Cái điều này Mỹ nói rằng đây là một cú tác tá rất mạnh cho Tập Cận Bình. Vì sao? Vì tháng 12 năm 2019 khi mà cái COVID-19 này, cái virus đã phát hiện ra ở Vũ Hán, mà chính quyền của Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Cộng đã che đậy và đã đóng kín và trì hoãn lại để làm cho cái con virus này lây lan khắp đến thế giới. Và hiện nay đem ra hậu quả không lường được, đó là 5.2 triệu người đã tử mạng. Và riêng đất nước Mỹ không, đã 800.000 người đã thiệt mạng trong cái đại dịch này. Cái lời tuyên bố của chính quyền Nam Phi và đồng thời khẳng định cái con virus đã biến thể của các nhà khoa học Nam Phi. Điều này nói thẳng lên Bắc Kinh biết rằng Bắc Kinh là một cái tội đồ của nhân loại trong thế kỷ 21. Thưa anh, đó là hai cái bản tin mà quan trọng cả hôm nay. Dạ. Yeah. Thường thường anh có ba bản, hôm nay được hai bản, còn cái bản thứ ba không anh? Quan nhiều anh, cho anh nào anh nào. Thì thưa quý vị, cái hiện nay cái thế giới mình có một kẻ thù mà nó vượt tất cả mọi chế độ. Tư bản, cộng sản, vượt qua tất cả biên giới. Châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Thì bây giờ chúng ta thấy đó là cái biến thể mà Omicron này nó bùng nổ trong Phi, nó lân lan một số quốc gia châu Á và đang bùng nổ trên thế giới. Thì câu hỏi lớn này chúng tôi đặt ra là nước Mỹ đang có một số hành động. Chưa ai biết được biến thể này đã nhập vào nước Mỹ chưa? Đến giờ chưa phát hiện được. Nhưng mà người Mỹ rút kinh nghiệm mấy lần trước, lần này đề phòng rất là chắc. Cái lần trước sau với tàu kiện Trump đó, anh nhớ không? Ừ. Ông kia là khi mà dịch bệnh lan tràn, bệnh tùm lum rồi đó, ông cũng cho là hot news, tin phỉ á. Tin bia đó. Cho nên nước Mỹ không đề phòng. Nước Mỹ banh ngực ra để cho đối phương tấn công, cho virus tấn công vào. Cái giá nước Mỹ phải trả thê tạm không? 800 người bị chết. Trên 800.000 người bị chết. Chưa kể bị thương, chưa kể bị bệnh, và chưa kể cái nền kinh tế nó suy sụp và đến giờ này vẫn chưa phục hồi được. Đúng không? Thì mình cho thấy rằng cái tâm nhìn của vị lãnh đạo rất nguy hiểm. Giặc đến trong nhà rồi, dân chết rồi, và lãnh đạo vẫn còn cho là hoax, phía, không có thật. Rồi chích thuốc rồi, tự mình chích riêng cái chích ngừa rồi, vẫn không công bố. Vẫn cho là mình chưa chích. Tôi chưa thấy một cái lãnh tù nào, cái viện kiến rất là ngắn, không? Viện kiến rất ngắn và tàn ác như vậy.
ai chết mặc kệ tụi mày, miễn tao sống thôi. Cái lối sống như vậy mà tôi không hiểu tại sao chúng ta có một số người vẫn còn bên vực ông ta, cựu tổng thống, cách lạ lùng. Lần này thì ông Biden, ông này rút kinh nghiệm ông Trump. Ông signal rất là sớm. Anh biết New York là gì không? Anh thấy dịch chưa vô tới mà. New York bây giờ cái bà mà tân thống đốc của New York á, là chắc lại cái kho dự trữ của mình từ bệnh viện, giường chiếu như thế nào. Và ra cái lên, nếu mà dịch tấn công vào, mà số giường bệnh còn dưới 10% á, thì lập tức phải ưu tiên cho người bệnh, cho cái bệnh nặng, đúng không? Và họ chuẩn bị để đối phó với dịch. Và thống đốc New York ra cái lệnh khẩn cấp để bảo vệ và đối phó. Trong lúc đó, trước đây, vì tổng thống Donald Trump, cựu tổng thống, nói là ba xạo, bệnh là ba xạo, dịch là ba xạo, cho nhiều người bất cẩn và dịch tấn công nước Mỹ cái tan nát. Thưa vị, bây giờ lần này họ phong bệnh hơn chữa bệnh. New York bây giờ trong cái tình trạng bạo động đó, tình trạng mà báo động, yeah. Emergency, anh thấy không? Rồi bây giờ anh thấy không, du lịch Hoa Kỳ cấm khoảng cả chục quốc gia không công nhận những cái du lịch di dân đi lại từ các quốc gia châu Phi, một số quốc gia có dịch, anh thấy không? Trên lần này Hoa Kỳ rút kinh nghiệm là phòng ngừa từ xa cái con mà biến thể Omicron này. Và chúng tôi nghĩ rằng hôm nay trong bài nói chuyện này chúng tôi cũng có nhắc nhở đến chút của chính phủ Việt Nam thế này, đồng ý rằng là chuyện mở cửa quốc gia là rất là cần thiết để phát triển kinh tế, để mình làm ăn, để mình giao dịch quốc tế. Việc mở cửa quốc gia rất là cần thiết. Nhưng bây giờ chúng ta thấy nhiều quốc gia đang đóng cửa lại, đóng cửa biên giới lại để bảo vệ an toàn. Trong lúc đó Việt Nam đang mở rộng đường bay trở lại sân quốc tế. Cái đó cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Thì cái này nếu không khéo á, là trong lúc đó dịch nó đang tấn công 51 tỉnh thành, 61 tỉnh thành Việt Nam á, quý vị đọc dày đặc ở các tỉnh phía Nam. Lên Sài Gòn cũng dày đặc. Ra miền Trung khá. Miền Bắc, ngay cái biên giới miền Bắc và Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng. Tuy không nhiều bằng các chỗ khác, Tây Nguyên bị ảnh hưởng luôn. Gần như là dịch tràn ngập 61. Trong lúc đó Việt Nam mở cửa, cái thời điểm mở cửa này thì nó rất là quái đản. Trong thời gian vừa qua, nếu quý vị theo dõi dịch Việt Nam ấy, thì chúng ta thấy rằng Việt Nam đóng và mở không biết được. Ông mà Thủ tướng Việt Nam đóng và mở không biết được. Lúc mà chưa gì ấy, thì ông shutdown 3-4 tháng đóng cửa, thấy không? Nhốt dân ở nhà. Rồi chưa dịch chưa hết lại bị các nước quốc tế tẩy chay, nếu anh cứ làm như vậy tôi giờ đi, thì lật đật mở cửa tan hoang ra. Mở cửa tan hoang ra và dịch đến thì anh đang mở cửa. Nghĩa là sự lúng ta lúng túng của nhà nước lãnh đạo Việt Nam á, là không biết đối phó với đợt dịch như thế nào. Do vậy đây là vấn đề rất là lớn và chúng ta cần xem xét cái thận trọng vì sức khỏe của người dân. Và nếu nó đến dịch nó tấn một lần nữa đó, thì số người chết cũng sẽ không biết là bao nhiêu. Đó là vấn đề rất là lớn. Do vậy thì ở vấn đề này anh có thể là mời Mùi có thể nói thêm chút về cái dịch mà Omicron nè. Có thể này. Tức kỳ thì giống như anh Nguyễn Xuân Nam nói cái vấn đề khi mà cái bệnh dịch bắt đầu mà nó lan truyền xảy ra ở New York, thì quý vị thấy rằng là họ khoanh vùng là nơi nào thì ở nơi đó, là có sự trợ giúp của các hội từ thiện, rồi trợ giúp của xã hội, an sinh xã hội vân vân. Cái đó quý vị thấy rằng thế mà còn lây lan ra nhiều đó. Ở Việt Nam anh thấy trong thời gian vừa rồi khi mà một số người dân lên Sài Gòn để làm việc, anh Nguyễn Xuân Nam, thế bây giờ họ ở đó không có phúc lợi của xã hội, họ không có ai giúp đỡ, cho nên họ phải đi về quê nhà và từ đó không được khoanh vùng. Và bây giờ Việt Nam đang lây lan được điều đó rất là nhiều. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề cái virus này á, thưa quý vị, thì sợ như thế này. Hiện nay là tại sao bây giờ có những biến thể mà lây lan thế này? Cũng do nguyên nhân vào tháng 12 năm 2019 ở Vũ Hán, ở Bắc Kinh cùng những Tập Cận Bình che đầy và che giấu, không có thông tin và chia sẻ những ngày trên thế giới, và đồng thời trì hoãn vấn đề minh bạch. Sau đó
Tôi quý vị thấy rằng ở Mỹ phải một phái đoàn đi điều tra, đi thăm dò cái vấn đề con virus này nó xảy ra từ đâu. Có phải xảy ra từ động vật, giống như bên Bắc Kinh nói, tức là chờ bán động vật hoang dã, có phải phát xuất từ đó hay không? Hay là một trong cái phòng đang thí nghiệm về những cái con virus này nó xảy ra? Đó là những cái viễn cảnh mà đáng quan trọng nhất để cho phái đoàn của Hoa Kỳ điều tra tìm ra nguồn gốc. Có thể khi mà tìm ra nguồn gốc về thủy thải, có thể là ngăn ngừa con virus nó có thể một cách nó hiệu quả hơn. Nhưng thế nhưng vào tháng 8 năm nay, cộng đồng tình báo Mỹ đã công bố một cái báo cáo mà trong đó có một đoạn ghi như thế này: họ không thể nào đạt được một kết luận chắc chắn về nguồn gốc của con virus này xảy ra từ động vật thứ nhất, hai hay là trong phòng thí nghiệm của phòng thí nghiệm Vũ Hán, không thể xác định được. Vì sao? Trong tờ báo cáo nói rất là ghi rõ ràng, đó là vì bên phía Trung Cộng hay là phía Bắc Kinh không hợp tác và không cho phép phái đoàn Mỹ đi nghiên cứu điều tra một cách chặt chẽ, và họ không giúp đỡ cho một phái đoàn Mỹ hết trơn. The clean up. Dạ. Chứ đó là cái vấn đề hiện nay chưa có một báo cáo nào và chưa có một kết quả nào. Riêng ông Biden thì sau khi một cái báo cáo vào tháng 8 vừa rồi, ông Biden nói thế này: chúng tôi phải theo dõi, và ông lên án Tập Cận Bình và Bắc Kinh có một hành động rất là gian dối và hành động cản trở và trì hoãn cái vấn đề này. Đó là phía Mỹ đấy cáo buộc như vậy. Thì từ những cái đó, thưa quý vị, thì bây giờ biến thử cái biến thể Delta nó xảy ra ở Ấn Độ, biến thể Delta xảy ra ở Ấn Độ sau 2 tháng sau mới tìm ra nguyên nhân và tìm ra một cách để mà ngăn chặn ảnh hưởng sau này. Thế thì cái biến thể Omicron này nó phát xuất từ Nam Phi ngày 25 tháng 11. Cái Omicron này được phát hiện tại ở quốc gia là Botswana và cũng phát hiện ở Hồng Kông rồi, người sang nào. Thì hai cái quốc gia này nó phát hiện được cái biến thể Omicron này nó xâm nhập từ đâu đến, thưa quý vị, là những du khách đến từ Nam Phi. Ở đâu nữa? Ngày 26 tháng 11 là những ca phát hiện ở Âu Châu, là các quan chức của Âu Châu cho biết rằng nhưng cái trường hợp mà mang dương tính cái biến thể Omicron này là do du khách đến từ Ai Cập. Có nghĩa là Nam Phi đã có rồi, Ai Cập đã có rồi. Rồi, bên cạnh đó, Israel cũng cho biết rằng là cái nguồn mà thâm nhập cái biến thể Omicron này nó đến từ Malawi, là một trong những 8 nước ở Nam Phi hiện nay người ta đang báo động, tức là con biến thể Omicron đang hoàn thành ở đó như thế nào. Khi mà được báo cáo như vậy, thì quý vị thấy ở Mỹ, phía bên chính quyền Mỹ lập tức hôm thứ Bảy ngày hôm qua thôi ca ngợi một cách rất là thân thiết với Nam Phi, và ca ngợi các chuyên gia, các nhà kỹ thuật, các nhà khoa học Nam Phi đã nhanh chóng xác định được cái biến thể Omicron phát xuất từ ở Nam Phi. Và đồng thời chính quyền của Joe Biden công ca người chính quyền Nam Phi đã một cách nhanh chóng đã chia sẻ nguồn tin đó cho thế giới. Sau đó, ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, đó là ông Blinken, ông rất là hoan nghênh các nhà khoa học đã xác định rất là nhanh chóng và rõ ràng cái con virus này để cung cấp những gì thông tin có cho Mỹ. Và ông đã ca ngợi về chính quyền của Nam Phi. Chính quyền Nam Phi đã minh bạch rất rõ ràng. Cái điều này tại sao ca ngợi, thưa quý vị? Nếu như Nam Phi mà họ giấu giếm vấn đề này thì họ có lợi cho quốc gia họ, tại vì họ không bị ảnh hưởng, tức là người dân của họ đi du lịch các nước khác, và đồng thời đất nước họ không bị hạn chế với các nước khác. Giống như trong cộng làm trước đây, người số năm trong cộng làm trước đây như thế nào? Vì họ sợ cái nền kinh tế của họ bị sụp đổ, do đó họ giấu kín và họ là trì hoãn như vậy. Do đó Nam Phi mặc dù họ chấp nhận
cái nền kinh tế có thể bị sụp đổ trong ngày mai anh nghĩ sao nào? Tại vì họ tuyên bố rất rõ ràng mà. Do đó phía bên Mỹ ca ngợi như vậy, có nghĩa là phía Mỹ nói rằng ông làm như vậy, đây là mô hình cho tất cả các nước thế giới nói theo. Và bên cạnh đó, Mỹ có thể nói rằng là phía sau quỷ ông là có tôi. Thì cũng giống như qua đến ông tuyên bố nữa sông Nam. Cái virus này, cái vaccine này, cái pattern này, cái sáng chế pattern này, hãy chia sẻ cho cộng đồng trên thế giới. Khi mà cộng đồng trên thế giới có nhiều vaccine và tất cả mọi người đều tiêm chủng được vaccine, thì tất cả là Mỹ và cộng đồng. Nó không còn được, chứ không phải chỉ riêng nước Mỹ. Tôi thực vì thấy ngay cả Mỹ cũng cung cấp cho Việt Nam nữa và cung cấp cho các nước trên thế giới nữa. Đó là cái tâm của ông Tổng thống hiện nay. Khi mọi người trên thế giới có được tiêm chủng vaccine thì tất cả mọi người đều cảm thấy ổn định hơn. Nhưng thưa quý vị lại không. Riêng tại Hoa Kỳ không. Chúng tôi đưa ra cái bản tin đầu tiên. Một số tiểu bang vẫn còn khuyến khích người dân không nên tiêm chủng vaccine. Thế thì biến thể Omicron này là phát xuất từ nguồn gốc ở Nam Phi, thưa quý vị, và đã lây lan qua các nước là châu Á, trong đó có Hồng Kông. Bây giờ Singapore cũng lên tiếng. Riêng đối với Nhật, bây giờ Nhật đang báo động, Nam Hàn cũng báo động. Thưa quý vị, Nhật, cái niềm vui của Nhật đang dần cạn. Dân số của Nhật đã chích ngừa vaccine 2 mũi đến mũi tăng cường là đến khoảng là 70-80%. Nam Hàn chích toàn bộ với dân chủng, niềm vui cũng sắp sửa cạn, là chích tiêm ngừa và mũi thứ ba là mũi tăng cường gần đến 90%. Thế thì bây giờ con biến thể Omicron này ở Nhật và ở Nam Hàn đang báo động. Một cái yếu tố về lý thuyết nữa, mỗi khi nhiệt độ mà hạ thấp xuống từ 5 đến 15 độ C và thời tiết đi vào mùa đông, đồng thời ánh sáng thiếu, ba yếu tố đó để tạo nên cho một cái môi trường mà lành mạnh nhất và thích hợp nhất, lý tưởng nhất cho con virus này và nó phát triển. Thưa quý vị, virus Delta, Beta chưa giải quyết xong, bây giờ con virus O rồi Omicron nữa đã xảy ra. Bây giờ thế giới đang phản ứng như thế nào? Bây giờ cảm ơn Bùi đã điểm vào một số nước chúng tôi nói thêm nè. Nó nổ ra từ South Africa, là Nam Phi. Sau đó nó lan lan ra Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi. Thì như vậy nó nổ ra các rất là nhiều các nước châu Phi rồi. Cái có khả năng nó tràn ngập châu Phi trong thời gian sắp tới. Ở bên kia nữa nó xuống về miền Trung Đông á, nó lan tới Israel, Do Thái, qua Á Châu lan vào Hồng Kông. Ở châu Âu á thì cái nước châu Âu đầu tiên á bị cái loại biến thể Omicron này là Mỹ. Đó. Thì như vậy là có nghĩa là đến giờ này nó đi vào khá rộng, chưa thấy nói Mỹ và chưa thấy nói nước cái châu Á khác nhiều. Nhưng mà cái cảnh giác lần này các nước cảnh giác rất là lớn. Thì một lần nữa tôi đề nghị về phía Việt Nam á, đây không phải là lúc để mở cửa, đây không phải là lúc để mà mở cửa, mà đây là cái lúc đặt cái quyền lợi sức khỏe người dân trên hết. Cẩn trọng trong vấn đề này. Vấn đề mở cửa đi ra trong khi nước Mỹ bây giờ đóng cửa lại một số quốc gia. Một số nước đóng cửa lại, Phi Đồ Tân đóng cửa lại, một số nước đóng cửa lại. Thì Việt Nam để mở đường bay, đúng là điếc cũng sợ súng. Thì chúng tôi đề nghị chính phủ Việt Nam vì sức khỏe nhân dân nên tiếp tục đóng cửa trở lại một thời gian tiếp. Thì cái nền kinh tế nó có thể bị ảnh hưởng, nhưng mà chúng ta có thể phục hồi lại sau. Nhưng mà cái mất mạng rồi thì không có phục hồi được nữa. Thì đó là vấn đề rất là lớn. Thì cái tin này nó đang mật độ chấn động và dày đặc trên mạng truyền thông của thế giới, chứ không phải chỉ riêng Hoa Kỳ không em. Chấn động và dày đặc. Mà anh Bùi đã nói, Nam Hàn,
Taiwan, Philippines, Singapore, tất cả các nước đều alert, là báo động đỏ để mà phòng, đề phòng cái virus này. Thì trong lúc đó thì Việt Nam còn lỏng lẻo vấn đề này quá. Thì có một thời mình nói ra chuyện cũ thôi. Anh Việt Nam sau cái 4 đợt dịch đầu, thấy không? Anh thành công, ít người chết quá, ít người bị nhiễm quá. Thì anh lên mặt rồi đi giúp đỡ thế giới để chống dịch. Trung Quốc cái là thứ năm nặng quá. Thì giờ anh rút lại câu nói rồi, thấy không? Không dám nói nữa. Nhưng bây giờ tới đợt này, cái đợt này được có thể đợt thứ 6 đang bùng phát. Đợt thứ 6 đã bùng phát. Anh đọc, theo tôi đọc, tôi thống kê 61 tỉnh thành Việt Nam giờ chót trước khi lên làn sóng này, thì anh thấy tốc độ tăng chóng mặt từ các tỉnh phía miền Nam, miền Nam. Ở phía dưới, cái tỉnh mà ít bị nhất là cái tỉnh ở mà Bắc Cạn, nhìn ở tỉnh, các tỉnh nằm ở biên giới phía Bắc với Trung Cộng, thì số người bị nhiễm ít hơn. Một tỉnh như vậy có 3 trường hợp, 5 trường hợp, 6 trường hợp, 7 trường hợp. Còn riêng các thành phố ở miền Nam, đặc biệt mà Nam Trung Bộ, Nam Trung Vần bị rất là nặng. Thì cái điều này, nếu mà cái cơn bệnh kia nó chưa qua được, cái đợt dịch cũ chưa qua, mà đợt dịch mà khi mà anh mở cửa kiểu này mà dịch mà cái Omicron này nó tấn công vô nữa, thì chỉ có từ chết bị thương thôi anh. Đó. Thì đó là một số cái suy nghĩ mà khi đọc bản tin cùng chung với Mùi, trở lại Mùi thưa em. Dạ thưa quý vị, thì khi mà cái biến thể mà Omicron này phát hiện và đồng thời Nam Phi chia sẻ những nguồn tin này á, thì WHO là tổ chức y tế thế giới á, tổ chức một buổi họp ngay lập tức ở nửa sáng nay. Và khi mà một cái buổi họp mà ngay về trực tuyến thế này á, thì người ta đặt câu hỏi thì WHO xếp hàng cái biến thể này ra như thế nào. Thưa quý vị, sau khi buổi họp á, thì được phân tách và đồng thời bên phía chính quyền Nam Phi được cung cấp những dữ liệu và các nhà khoa học chứng minh con biến thể này đã được phát hiện chỉ có sau 72 tiếng đồng hồ thôi nữa. Anh biết con Delta phát hiện sau 2 tháng, rất là lâu, phải không? Thì cũng như vậy, con biến thể mà Omicron này là phát hiện sau 72 tiếng đồng hồ, rất là nhanh. WHO thì sau đó thì WHO đặt tên cho con biến thể này là gọi là Omicron đó. Và trong cuộc họp trực tuyến là vào ngày 26 tháng 11 thì các quan chức của WHO là cộng đưa ra công bố thế này, tức là con virus này, tức là biến thể Omicron đó, là có một số lượng đột biến rất là cao đó. Và nó có thể tấn công cái hệ miễn dịch cơ thể con người và nó có thể vô hiệu hóa cái vaccine nữa sau này. Có nghĩa là vô hiệu hóa cái vaccine mà mình chết rồi á, có thể mình chết rồi, có thể nó không có hiệu nghiệm đối với cái vaccine này đâu. Cái đó là người cái biến thể này, cái đó là người ta bên WHO cũng cảnh báo như vậy. Và đồng thời người ta đặt câu hỏi, thế thì WHO xếp hàng con virus, con biến thể Omicron là như thế nào? Thưa quý vị, thì WHO tuyên bố rằng họ xếp hàng biến thể Omicron này là một biến thể là đáng quan ngại, tức là phải lo lắng, chẳng phải là chuyện bình thường đâu. Đó. Đồng thời, họ cũng tuyên bố rằng phải mất nhiều tuần để mà hiểu biết về con biến thể Omicron này, và đồng thời cũng mất nhiều tuần để mà tìm cách phương cách tác động lên con biến thể là Omicron này, và đồng thời cũng mất vài tuần để tìm ra cách chẩn đoán, cách điều trị và tìm ra cái hiệu quả của vaccine. Thưa quý vị, thì WHO bây giờ rút kinh nghiệm trước đây, tức là tháng 12 năm 2019, khi mà quý vị thấy rằng là khi đã đưa ra thể đó rồi, WHO là muốn đi thẳng vào để tìm hiểu cái nguyên nhân, nhưng vấn đề ở Trung Quốc vẫn đóng cửa, họ vẫn hạn chế. Do đó là bây giờ WHO không còn vấn đề đó nữa, bây giờ họ họp ngay trực tuyến. Tức là ngày 25 đến ngày 26, qua một ngày hoặc hai ngày sau đó thôi, họ tập trung là các thành viên ở trên thế giới họp ngay liền và đưa ra một quyết định ngay. Tức là họ quyết định là thúc đẩy các nhà sản xuất vaccine trên thế giới, trong đó có Pfizer, là BioNTech, là AstraZeneca, là Moderna, là hãy tiến hành để nghiên cứu và điều tra cái biến thể Omicron này. Thì thưa quý vị, thì ngày
ngày 26 thì ngay công ty Pfizer BioNTech họ tuyên bố rằng là xin cho tôi một vài tuần nữa thôi, và chúng tôi đang tiến hành đi điều tra và cung cấp xin các nước Nam Phi và các nhà khoa học cung cấp dữ liệu cho họ để họ tìm ra phương cách để mà điều trị và tìm ra phương cách để chế biến vaccine. Thì không biết rằng liều vaccine cũ có hiệu nghiệm có con biến thể này mới hay không. Yeah. Đó là Pfizer, là BioNTech, rồi bên AstraZeneca cũng vậy. Họ cũng tuyên bố rằng chúng tôi đang phải, nhân viên của chúng tôi và các nhà khoa học của chúng tôi đi điều tra và lấy thu thập những tin tức dữ liệu để mà phân tách ngay, để tìm ra những cái phương cách chữa trị, tìm ra những phương thuốc mới. Hồi nãy Mùi có nói đến ông Tổng thống Biden đó, có gọi điện thoại và chúc mừng ông Tổng thống của South Africa, là Nam Phi. Có thể nói Nam Phi đã làm chuyện này tuyệt đẹp. Họ vừa phát hiện xong, ông mà Bộ trưởng Bộ Y tế vừa phát hiện xong tuyên bố vào ông ngày thứ năm á, thứ năm vừa rồi em, cái đây có mấy hôm rồi, tuyên bố ngày thứ năm, thì ngay sau khi Bộ trưởng Y tế mà tuyên bố là đất nước bị dịch, thấy không, là chính quyền của South Africa, Nam Phi là đóng cửa biên giới và hạn chế đi lại liền, cách ly liền, thấy không, và họ cách ly một cách quyết liệt á, cách ly từ bây giờ ít nhất cho đến ngày 15 tháng Giêng, và sau đó thì họ mới tái thẩm định lại cái tình trạng dịch bệnh và mới quyết định được là mở cửa hay không là mở cửa. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở Việt Nam cái vấn đề này cũng cần nên làm lẹ, bởi vì các nước, anh thấy Phi Luật Tân rồi từ một số quốc gia cũng đang có những biện pháp rất là rõ ràng, thấy không? Trong lúc Việt Nam phải cần rút lại cái lệnh mở cửa để cho các hãng hàng không bay đi các nơi để có thể đưa khách tới, khách lui, mang dịch về Việt Nam, và không những mang dịch Việt Nam mà lây lan cái dịch của Việt Nam sang thế giới nữa. Cho nên cái cần thiết là phải đóng cửa ngay lập tức cái lệnh mở cửa hàng không Việt Nam ngay lập tức. Thứ hai nữa đó, mà sau đó bảo vệ điều gì? Nó không có lây lan thì bà con mình được hưởng được Giáng sinh. Bà con mình được ăn Giáng sinh, được ăn Tết. Chứ bây giờ tới cái mùa mà Giáng sinh, Tết năm nay mà đóng cửa nữa đó, thì mùi biết điều gì xảy ra, dân thương mại. Nhiều người họ trả, cái ly sở sẽ trả tiền thuế nhà lại, tiền thuê văn phòng office sẽ trả lại. Chứ giờ cái đóng cửa suốt làm sao mà họ trả tiền thuê, họ lấy giờ sống. Thì nếu mà tấn công Việt Nam một lần nữa đó, thì tôi nghĩ là cái đấy Việt Nam sẽ suy kiệt. Sẽ rất là suy kiệt. Đó. Mới một lần thôi đó, mà chính phủ Việt Nam là đi ăn xin khắp xứ. Đó. Mà tấn công một lần nữa đó, thì nó tứ trụ Việt Nam xách bốn ông bốn cái giỏ ra là đi khất thực trên thế giới này để xin cơm về ăn, nó lấy gì ăn. Thì cái đó mà mấy ông còn có thể no được, dân chúng thì nghèo nàn và đói khổ, thì cái chuyện đó là một chuyện rất là hệ trọng. Bản tin này của anh Mùi tôi nghĩ đã làm thông điệp khá quan trọng đối với Việt Nam. Trở lại anh Mùi. Dạ thưa quý vị, thì bây giờ là các nước trên thế giới phản ứng như thế nào thì nói giống anh Nam động. Tức là bây giờ các nước, bây giờ Nam Hàn, những Nhật Bản, Singapore, rồi bên Phi Luật Tân ở Trung Nam. Bây giờ là các nước đang bạo động đó. Giống như bây giờ ở Bỉ và ở New York vậy. Có một vị độ giống nhau, rồi có một cái thời tiết giống nhau, cho đó là người ta đang lo sợ. Ở phía Mỹ bây giờ, cho đến hôm nay mà chúng ta đang nói chuyện với quý vị, thì chúng tôi chưa thấy có một tin tức nào về biến thể Omicron này đã xâm nhập vào Mỹ. Cũng chưa có, nhưng có cái Mỹ bây giờ là tuyên bố rằng là hãy hạn chế đi lại với các nước Nam Phi nữa nè. Còn các nước phản ứng như thế nào, đặc biệt là Anh Quốc. Anh Quốc đã phản ứng rất là rõ ràng, Vương quốc Anh, họ nói là họ cấm hạn chế đi lại và các nước, các là du khách hay là các người đến từ Nam Phi và các nước Nam Phi mà chúng tôi đã nói trên. Rồi bây giờ các nước Liên minh châu Âu, họ cũng đưa ra các lệnh về chuyến bay đến từ các nước châu Phi và các nước Nam Phi, họ cũng đưa lệnh như vậy. Thì như nước là Namibia, Botswana, Lesotho, Zimbabwe, vân vân, và Nam Phi. Vì đó là Anh Quốc và các nước Liên minh châu Âu. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu là Ursula cũng cho biết rằng các chuyến bay nên tạm dừng cho đến khi mà chúng tôi hiểu rõ cái mối nguy hại của biến thể Omicron này xảy ra, sau đó chúng tôi tìm cách giải quyết.
Đó là bây giờ trên thế giới đang phản họ, họ đang phản ứng như vậy, cho nên sao nào? Tôi nghĩ cái cách của bà Hu Jun á, Hu Jun là thống đốc của New York. Yeah. Đó là một cách đó, là một cái cách rất là hay, là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Thì mặc dù chưa nước Mỹ chưa phát hiện được là có cái dịch mà Omicron chưa biết là có cái biến thể này chưa ai biết được chuyện đó. Nhưng mà ở tại New York đã có phát động cái phong trào nghĩa là báo động, và nãy chúng tôi nói đó, bà thanh tra lại tất cả các bệnh viện phải bảo đảm khi đụng tới 10% giường bệnh còn lại đó là tất cả để ưu tiên cho phòng bệnh. Và bây giờ chiến dịch phòng bệnh tại New York rất là ghê gớm, rất là ghê gớm. Một cái chiến dịch mà có thể nói rằng họ không muốn dịch người dân New York dính bệnh dù là nhiều hay là ít. Mà cái chiến dịch của bà mà bà thống đốc được nói nhiều tới là bà Hu Jun đó, đó được xem là một cái với sự mà bảo vệ sức khỏe người dân với rất là kinh hoàng. Thì báo chí Mỹ sau khi ồ ạt đề cập vấn đề dịch bệnh quốc tế thì họ dành nhiều lời khen tặng cho bà nữ thống đốc Hu Jun, để cái nhân nữ thống đốc này có vấn đề phòng bệnh. Thì chúng tôi nói trở lại lần nữa, trong lúc đó cái sự mở cửa Việt Nam ở hiện nay làm sự mở cửa hết sức nguy hiểm và không đúng thời điểm, cần rút lại cái lệnh mở cửa hàng không này, bởi vì chỉ đưa dịch vào dân và đưa dịch vào trong nước mà mang dịch đi truyền bá thế giới, kể cả chiều ru cũng không nên, mà chiều ra cũng không nên. Cái nghĩa vụ của quốc tế và cái chỗ đứng của Việt Nam trên quốc tế không cho phép chúng ta làm những hành động ngu xuẩn như vậy. Chúng ta còn gì được không trước khi kết thúc? Dạ, thưa quý vị, thì rất là may mắn và đồng thời là rút được kinh nghiệm trước đây, tức là từ tháng 12 năm 2019. Thì quý vị thấy hiện nay theo CNBC cho thấy rằng là bây giờ là các mà cái công ty mà sản xuất về vaccine hàng đầu thế giới, trong đó là Pfizer, AstraZeneca, rồi Moderna, vân vân. Bây giờ quý vị thấy họ phái những chuyên viên của họ đi thu thập những cái dữ liệu và yêu cầu các nhà khoa học họ cung cấp những cái dữ liệu và dữ kiện về biến thể Omicron này để họ là chế thuốc là ngay lập tức. Thì cả các công ty này họ nói rằng là họ có kinh nghiệm, và đồng thời nếu như có dữ kiện mà họ cung cấp đầy đủ thì theo Pfizer thì họ nói rằng chỉ cần vài tuần, có thể cho phép họ 6 tuần là có liên quan đến số 5. Thì bây giờ vấn đề lây lan đang còn hạn chế mà nếu như 6 tuần mà có những thuốc chống ngừa này hoặc là cái thuốc chống ngừa trước mà có hiệu quả đó, thì nhân loại đỡ lo hơn. Cái câu đó anh Bùi nói rất là hay. Thì một cái động tác hiện nay mà ông Biden đó, ông theo chiến dịch mà đó kêu là pre-empty strike, đánh phủ đầu trước đó, là ngăn chặn cái dịch đến Mỹ để các nhà khoa học gia, các bác sĩ của Mỹ đó, tìm cái thuốc chữa trước cái đã. Thấy không? Thì một số các cố vấn đã bay sang châu Phi để nghiên cứu từ châu Phi và đem về cái nghiên cứu đó về Mỹ và vào chế thuốc. Và khi mà chế thuốc ra rồi đó, thấy không? Thì lúc đó nếu bệnh nó nổ đi thì chúng ta đối phó kịp. Lần trước ông Trump là gì? Bị ý là không có dịch. Cho nên khi dịch nó tràn lan rồi đó, bắt đầu mới đi nghiên cứu về chế thuốc. Là Trung Cộng nữa, là không cho vô nữa. Cho nên bế quan tòa cản, ém theo thông tin không cho vô nữa. Cho nên việc mà nghiên cứu với chế thuốc của Mỹ đi chậm hơn phút. Nhưng với tốc độ các nhà bác học Mỹ, các nhà khoa học Mỹ, chế độ tốc độ kỷ lục, một thời gian kỷ lục, có những một lúc 2-3 thuốc vaccine. Bây giờ Mỹ còn có một loại thứ nữa, là không cần tiết ngừa nữa, anh Mùi biết không? Uống thôi. Yeah. Khi xảy ra, uống. Yeah. Không? Thì cái sự nghiên cứu của Mỹ bây giờ nó đi rất nhanh, cho nên họ cần bây giờ họ chặn đứng dịch vào nước Mỹ một thời gian đủ, có thể một vài tuần, để các nhà khoa học của Mỹ bước bào chế loại thuốc mới và họ phòng ngừa khi dịch đến rồi thì độ tác hại nếu nó đến nước Mỹ cũng không cao. Anh thấy New York và tất cả nước Mỹ là phòng dịch, chống dịch và ngăn chặn những cái làn sóng mà du lịch và di cư vào Mỹ, đồng thời lực lượng khoa học đang phát triển về thuốc cách rất dữ dội. Không? Và họ tìm cách lần này, bớt đề phòng lần này như vậy, người ta tin rằng bớt đề phòng chú đáo như vậy thì dịch không có thể phá được
phòng thủ nước Mỹ, anh biết không? Thưa quý vị, nó khác biệt với cựu tổng thống Donald Trump và tổng thống hiện nay. Thời kỳ cựu tổng thống Donald Trump, khi mà dịch đến rồi á, thì cựu tổng thống Donald Trump vấn đề nói đó là hoax, đó là bịa đặt, không có gì trơn. Và đồng thời cái COVID-19 này á, thì cũng giống như là cái fever, cái sốt, bình thường vậy, nó tự nhiên nó hết thôi, và đồng thời có như là nó hết khi mà trời nắng lên nó hết thôi. Do đó yếu tố mà quan trọng nhất á, là thời kỳ đó cựu tổng thống Donald Trump không tin tưởng các giới, các nhà chuyên môn, các nhà khoa học, không tin tưởng ông Fauci. Anh nhớ không? Nói đầu chống đó. Những lời ông Fauci nói là ông Donald Trump đều gạt bỏ ra hết trơn. Và ông tuyên bố cái đó là sự bịa đặt thôi. Do đó ông chống đối hết sức ông Fauci. Và thậm chí thời kỳ đó là cộng muốn sa thải ông Fauci mà nhưng không được. Nhưng hiện nay, chính quyền ông Joe Biden, ông giao trách nhiệm cho các nhà chuyên môn. Và các nhà chuyên môn đi tìm thông cấp những dữ liệu. Ông Fauci ngày hôm 26, ông tuyên bố rằng ông sẽ phải những phái đoàn chuyên gia đi qua Nam Phi để thu thập cấu trúc phân tử của cái biến thể Omicron này để có thể tiến hành các cuộc thử nghiệm trong các phòng thí nghiệm ngay lập tức. Thưa anh Nguyễn, đó là phòng bệnh. Thì thưa quý vị, với cái bài nói chuyện này của Nguyễn Công Bùi á, thì cho quý vị thấy một cái chương trình vào mỗi chủ nhật của Nguyễn Công Bùi rất là có ích. Bởi quý vị có thể nghe tin tức rất là đặc biệt, chắc lọc trong một tuần, và đồng thời những tin tức rất là quan trọng để quý vị mình đề phòng phòng ngừa. Bây giờ chúng ta chưa bị dịch nhưng mà đừng có để tiếp cận quá. Nếu chưa có đi chích ngừa thì nên đi chích ngừa, và nếu khi vẫn hạn chế, dù vị đã chích ngừa rồi vẫn giữ hạn chế càng nhiều càng tốt, để chúng ta tránh trường hợp mà lây lan dịch, bị lây lan người khác, thì chúng ta sống được. Bây giờ là CDC cộng giống như là bây giờ các quan chức về y tế, ngay cả Fauci cũng tuyên bố rằng và đưa ra cũng cảnh báo đối với dân chủng Hoa Kỳ thế này. Bây giờ cái biến thể cũng chưa xác định được như thế nào. Tuy nhiên WTO cũng xác định đây là một nguồn gốc biến thể rất là đáng quan ngại, do đó phải lo sợ. Thì lo sợ bây giờ trước mắt á, bây giờ bằng cách như thế nào? Hiện nay cũng nên giữ những cái thủ tục, như là mình phải mang khẩu trang, rồi mình phải tránh nơi chỗ tụ tập đông người, rồi nếu được giữ khoảng cách và đồng thời luôn luôn rửa tay. Đó là những phương pháp mà đề phòng hữu hiệu nhất khi mà chưa có những cái thuốc chống ngừa, hoặc là chưa tìm ra được cái biến thể Omicron này nó tác hại như thế nào, thì mình phòng ngừa đó là một cái chính sách mà hiệu quả nhất, anh Nguyễn Sáng. Cảm ơn Nguyễn Bùi cho bài nói chuyện mà rất là thời sự, rất là cập nhật, rất là thời sự, để gửi cho quý đồng hương của chúng ta, kể cả Hoa Kỳ, các nơi trên thế giới cũng như Việt Nam. Và chúng ta cẩn tắc vô ý nấy. Cẩn tắc vô ý nấy, một chữ rất là cổ truyền Việt Nam. Đã đề phòng thì chúng ta không còn lo sợ gì nữa. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Xin trân trọng chào quý vị. Rất là cảm ơn Bùi. Mời có thể chào quý vị thưa. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn quý vị vào lần tới. Xin chào.